Có thể bạn chưa biết thì đây là người tự tù hạnh phúc nhất thế giới. Anh là một thanh niên trẻ người Mỹ, nổi tiếng với vụ cáo buộc hãm hiếp và sát hại Dorothy Stran, một cô gái 15 tuổi. Anh là trường hợp mắc chứng tự kỷ rất nặng, ngay cả khi phân biệt giữa màu đỏ và màu xanh, giữa trứng và đá khác nhau thế nào mà Joey cũng không phân biệt được, nhưng bị những người trong điều tra đã ép lời, khiến cho Joey thừa nhận mọi hành vi hãm hiếp, giết người mà anh chưa từng thực hiện. Và khi bị tuyên án tử hình, anh mỉm cười. Trong lúc bị giam, người cai ngục tặng cho anh một món đồ chơi xe lửa, thứ mà Joey giữ gìn như báu vật. Đầu năm 1939, Joey được đưa đến phòng hơi ngạt. Joey vẫn chưa từng tắt nụ cười trên môi. Chiếc xe lửa được anh tặng lại cho một bạn tù mà anh yêu quý. Bữa ăn cuối cùng của Joey yêu cầu là một món ăn mà đứa trẻ nào cũng thích, đó là một tô kem mát lạnh. Đến năm 2011, hơn 7 thập kỷ sau khi Joey chết, thống đốc bang Colorado đã đứng ra thừa nhận sai lầm của hệ thống pháp luật năm xưa, trả lại trong sạch cho Joey.